Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ bí mật cực chuẩn, sự thật bất ngờ về cuộc đời tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, từ nay cho đến cuối đời, được trời thương Phật độ, nhờ ăn ở thật thà mà hưởng số mệnh giàu sang, đổi đời cực mạnh, càng già càng giàu có, sung sướng hưởng phúc đến hết cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thân mến, có câu nói, thời vận không thông mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được, ngược lại, thời vận may mắn đến. Nếu có điều gì thuận lợi cho mình, quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên các lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân không thể cản nổi. Thời điểm tới đây sẽ là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của tuổi Giáp Thìn, nếu không đề phòng và chú ý về chuyển biến trong vận trình của mình thì bản mệnh sẽ đại hạn triền miên, tài lộc đi hết. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp, nếu sau 61 tuổi quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, ai cũng phát hờn ghen tị. Nói đến đây, sẽ có nhiều quý cô bác Giáp Thìn còn bán tín bán nghi, vậy thì quý cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Đầu tiên là đôi nét về tính cách của người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp thì là tuổi con rồng, và trong 12 con giáp, rồng đứng ở vị trí thứ 5. Theo văn hóa người Á Đông, con rồng là con vật có quyền năng, sức mạnh phi thường và là đại diện cho sự thiêng liêng, thịnh vượng. Hơn nữa, Giáp Thìn có tính cách vô cùng mạnh mẽ, luôn có chính kiến rõ ràng của riêng mình. Nhờ vậy, Giáp Thìn có sự nghiệp và con đường công danh vô cùng rộng mở, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 cũng mang những đặc điểm chung của rồng và đồng thời cũng mang những nét riêng của Giáp Thìn. Mệnh phúc đăng hỏa, hay còn gọi là rồng lửa, trong 12 con giáp thì con rồng là con vật hùng mạnh, được nhiều người tôn sùng và kính trọng nhất. Rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao, cho tham vọng và sự thống trị. Vì vậy, Giáp Thìn đa số là những người có tính cách kiêu ngạo, thẳng thắn, bộc trực, thích được làm chủ. Giáp Thìn ngay từ lúc còn nhỏ đã tự đặt ra mục tiêu xây dựng lý tưởng riêng cho mình, đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe và có sự đòi hỏi cao. Tính cách của Giáp Thìn lúc còn nhỏ rất tinh nghịch, hiếu động, thích được tranh giành công việc và thích được gánh vác mọi nhiệm vụ. Khi đã trưởng thành thì họ là người sống hướng ngoại, thích được nổi bật trước đám đông. Ngoài ra, Giáp Thìn có sự nhiệt huyết, khát vọng cùng nhiệt với công việc. Họ luôn tìm ra được những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết vấn đề. Họ có sức quyến rũ, lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt. Giáp Thìn là con người rất cao ngạo, họ không thích thỏa hiệp, không phải luôn luôn dễ gần và quá tự tin vào năng lực của mình. Người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên ngoài, họ luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, khí chất bốc trời. Nhưng bên trong, họ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp, khoan dung, thật thà, rộng lượng. Giáp Thìn có con mắt vô cùng tinh tế, nhìn rõ được mọi khía cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong cuộc sống hay công việc, họ có khả năng nhận thấy được những mối nguy hiểm cận kề. Nhờ có sự tinh tế ấy mà họ dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nỗi niềm, biết cách chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Giáp Thìn là người tôn trọng chữ tín, một khi họ đã hứa thì sẽ thực hiện bằng mọi cách để người khác không đánh mất niềm tin vào mình. Giáp Thìn thông minh, nhanh nhẹn, họ từ khi sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo giỏi. Họ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, hiệu quả nhất. Giáp Thìn không bao giờ sợ hãi trước khó khăn, càng khó khăn thì ý chí quyết tâm chinh phục của họ càng mãnh liệt. Họ thích cảm giác làm những điều mà người khác không thể làm được.
Giáp Thìn có tâm tư trong sáng, cởi mở, tính tình thành thật, nên được nhiều người xung quanh tôn trọng, quý mến. Họ là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, vui vẻ, hòa đồng. Họ biết cách tạo bầu không khí thoải mái, dễ chịu. Giáp Thìn thường bị người khác đánh giá sai qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Thực chất họ là những người sống rất tình cảm, có trái tim nhân hậu và thật thà. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh hết mình mà không cảm thấy khó chịu. Giáp Thìn sau này, dù không làm lãnh đạo, chức cao, thì cũng luôn được mọi người xung quanh kính nể và tôn trọng. Người tuổi Rồng có ma lực rất lớn, không chỉ là hấp dẫn nhỏ, mà một khi đã muốn người khác làm gì, e rằng họ khó mà cự tuyệt được. Thêm vào đó, sẽ vui vẻ mà nghe theo ý của họ. Phải công nhận một điều, người tuổi Giáp Thìn sinh ra là đã có được quyền lực này, họ không cần phải tranh giành của ai hết. Nói về phụ nữ tuổi Giáp Thìn thì không cần phải bàn cãi, họ thực sự có một sức hấp dẫn cực mạnh. Hấp dẫn ở đây không phải là họ xinh đẹp, sắc sảo tuyệt trần, mà khi sinh ra, họ đã có một sự thu hút lạ kỳ, cũng có thể là do lời ăn tiếng nói của họ cũng nên. Với những gì mà trời ban cho, không những tốt về phương diện tình cảm, mà sự nghiệp cũng thăng tiến một cách dễ dàng. Người tuổi Giáp Thìn có một nhược điểm là họ khá cố chấp, cứng đầu. Không phải ai nói gì mà họ cũng nghe và cũng tiếp thu. Thế nhưng bù lại, họ làm gì cũng rất cẩn thận, gặp chuyện gì cũng có thể tiến về phía trước, không chút do dự. Đây cũng là điều đem đến cho họ nhiều thành công. Giáp Thìn thường là người độc đoán, khắt khe, nên khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ để lại một ấn tượng giống như đạo chúa vậy đó. Họ nắm bắt sự nghiệp rất nhanh nhạy, không làm chuyện xấu thì thôi. Chứ một khi họ làm chuyện xấu, họ cũng sẽ trở thành những thủ phạm thật sự thiên tài. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn thì đừng trông chờ họ sẽ bộc lộ gì nhé. Vì bản chất của họ là không thích thể hiện tình cảm. Chính vì thế, những người tuổi Giáp Thìn thường sẽ không kết hôn sớm vì họ không thích sự ràng buộc cả trong công việc lẫn hôn nhân. Ưu điểm của người tuổi Giáp Thìn đó là tiếp cận vấn đề muộn, thế nhưng giải quyết vấn đề lại rất sớm vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Họ có tư duy hướng đến tri thức văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt, thắp sáng trong những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc khi trao đổi tiếp cận với họ. Bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu, nó là nền tảng để đi tới thành công. Nên hãy trân trọng những người bạn như vậy, họ mang trong mình cả một kho tri thức, họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ. Ngoài sự sáng suốt, Giáp Thìn còn mang năng lượng tích cực, nên họ thường rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác, với một tâm lý sốt sắng. Mẫu người này cũng nóng tính, nhưng khi giúp đỡ người khác thì luôn vô tư hết mình. Nam mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp. Những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Nam mệnh Giáp Thìn được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại, Giáp Thìn nam mệnh có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Những người này thường có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi. Nếu sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ. Nữ mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, mọi sự đều được như ý, công danh tiền bạc sáng lạn, rộng mở, ở cả tiền vận và trung vận cho đến hậu vận, được thành thơi, hưởng phúc. Thường những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 91 tuổi. Những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích được nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ để vui vầy cùng con cháu. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trên các phương diện chính của cuộc sống dành cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, người tuổi Giáp Thìn là những người lãnh đạo và họ thích được như vậy. Họ không hề thiếu tự tin và rất giỏi trong việc khai trí thông minh, tài năng và năng lượng. Kỹ năng phi thường này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho họ đạt được những điều tuyệt vời. Các công việc cho phép vận dụng khả năng sáng tạo đều phù hợp với họ. Thành công thường đi theo người tuổi Rồng. Họ là những người có ý tưởng vĩ đại. Với năng lực của mình, Giáp Thìn có thể làm những điều tưởng chừng như không thể. Đối với họ, không có chướng ngại nào mà không thể vượt qua. Họ như một cơn gió, cuốn phăng mọi thứ. Đây chính là những người giàu trải nghiệm nhất. Chẳng bao giờ e sợ mạo hiểm về tài chính cũng như sự nghiệp, vì lúc nào họ cũng có thể xoay sở được tình huống để vượt qua nó. Với tính quyết đoán, Giáp Thìn mang đến một làn gió mới trong công việc mà họ đã chọn, nhưng có lẽ tài năng mà họ có được sẽ thích hợp nhất với thế giới giải trí. Trong kinh doanh, Giáp Thìn là người dùng lý trí hơn là tình cảm, song nếu ai cần sự giúp đỡ thì họ sẽ sẵn sàng làm ngay. Trong giao dịch, Giáp Thìn rất thẳng thắn, luôn đi thẳng vào vấn đề cần bàn,
và công khai biểu lộ quan điểm của mình. Khi Giáp Thìn đã ra quyết định, thì họ sẽ tiến hành ngay, không hề ân hận về những gì mình đã làm. Nữ doanh nhân tuổi Giáp Thìn thích tranh đấu, cạnh tranh trong doanh nghiệp, đôi khi lao vào các sự việc không hợp với họ. Trong làm ăn và giao tiếp, Giáp Thìn không trọng hình thức và các động thái ngoại giao, chỉ cần nội dung công việc, song tâm hồn lại rất phong phú, lãng mạn. Doanh nhân tuổi Giáp Thìn cũng là người rất độ lượng, khoan dung, khi không vừa ý, họ liền nói thẳng và sẽ không để bụng. Họ cũng là người của công việc, thích sống và làm việc một mình, rất tự tin trong cuộc sống. Giáp Thìn nên chú ý, hãy điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh. Khi về già, Giáp Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Giáp Thìn vốn là người thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, bản thân không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng lại không sao chuyên tâm theo đuổi vinh hoa phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều mà họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Những người tuổi Giáp Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng Giáp Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Bản thân Giáp Thìn luôn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà Giáp Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi hay lùi bước trước khó khăn, ngược lại, còn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Giáp Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Xét về phương diện tài lộc, Giáp Thìn có khả năng kiếm được khá nhiều tiền nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Họ coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng. Vậy nên, khi Giáp Thìn càng cảm thấy bị áp lực thì lại càng mua sắm nhiều vào những thứ đồ vô bổ. Bên cạnh đó, họ cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ mà không cảm thấy hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của Giáp Thìn. Khi đối mặt với khó khăn, họ dễ thoái chí, nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Giáp Thìn cần phải có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, người tuổi Giáp Thìn thường ngại gian khổ trong công việc. Họ chỉ tỏ ra nhiệt tình, chăm chỉ với những việc mà họ yêu thích. Còn đối với những nhiệm vụ khiến họ cảm thấy áp lực thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ khi nào biết chấp nhận, hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu thì lúc đó bản mệnh mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Nam mệnh Giáp Thìn tuổi hợp làm ăn, trong công việc, bản mệnh nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc, sẽ giúp cho mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn, trở ngại, mà tiền thì vào như nước, đó là các tuổi như Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi và Nhâm Tý. Tuổi Đại Kỵ, nam mệnh Giáp Thìn không nên kết hôn hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc như Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Bất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết mức. Quan trọng nhất vẫn là ở hiền gặp lành, làm nhiều việc thiện, tích phúc tích đức thì trời Phật sẽ phù hộ, tai họa sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất, thời điểm hoàng đạo của Giáp Thìn nam mệnh là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ và may mắn, ít gặp khó khăn, trở ngại và luôn được thành công. Nữ mệnh Giáp Thìn tuổi hợp làm ăn, bản mệnh nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc thì sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm ăn, đó là các tuổi như Ất Tỵ, Bính Ngọ và Mậu Thân. Khi kết hợp với những người này, mọi việc sẽ suôn sẻ, ít gặp trắc trở, thu về nhiều thành công và tiền bạc, mưu sự tất thành, đại cát đại lợi. Tuổi Đại Kỵ, nữ mệnh Giáp Thìn không nên cộng tác làm ăn hay kết hôn với các tuổi xung khắc với mình, đó là Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, thời điểm hoàng đạo cho Giáp Thìn nữ mệnh xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khi xuất hành vào khung giờ này, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu được nhiều tài lộc, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Người tuổi Giáp Thìn khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo,
bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Đến hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân các tuổi Giáp Thìn đã có số vượng tài, đặc biệt là từ 61 tuổi, sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bản mệnh hãy cứ chiêm nghiệm thực tế, sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới có được thành công. Từ nay trở đi, hãy nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, nên dồn công sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện sức khỏe, xem tử vi chỉ ra rằng cung thọ chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, đời người. Vì thế trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi, nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Giáp Thìn sức khỏe rất tốt, tuy nhiên vẫn nên chú ý các vấn đề về gan, vì gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Giáp Thìn cần phải chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, Giáp Thìn là người rất có lý tưởng nên yêu cầu bất cứ chuyện gì cũng phải thập toàn thập mỹ. Họ rất nghiêm khắc với bản thân và người khác, vì thế những gì mà bản thân bỏ ra cũng luôn nhiều hơn người bình thường. Tuy cố chấp nhưng rất nhiệt tình và khẳng khái nên luôn được mọi người yêu mến. Thông thường Giáp Thìn ít khi chủ động yêu người khác và hiếm khi buồn rầu về chuyện tình yêu. Đa số các trường hợp là họ bỏ rơi người ta, chứ chẳng mấy ai lìa bỏ họ. Dù Giáp Thìn tỏ ra khá thụ động trong tình yêu, nhưng do nghiêm khắc với bản thân, khẳng khái nhiệt tình giúp người khác, nên cũng khá thuận lợi trong chuyện tình cảm, mọi thứ đều đi qua êm đẹp. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc, vì vậy phải giữ gìn và trân trọng niềm vui ấy, nhất thiết không được mơ mộng hảo huyền. Tuy vẫn hoài niệm về quá khứ, nhưng những gì đã qua đều trở thành dĩ vãng, bản mệnh hãy nên hiểu điều này. Nói chung, nữ giới tuổi Giáp Thìn dễ vướng vào lưới tình, khi đó liền chú ý chăm chút bản thân, say đắm trong vòng tay người yêu. Bản thân luôn mong người yêu thấu hiểu được sự chân thành của mình và đáp lại nồng nàn, như thế bản thân cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào thắm thiết mà không giấy bút nào tả xiết. Bản mệnh cũng sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương rồi mới quyết định coi họ là nửa kia của mình. Trong suốt cuộc đời luôn tình nguyện gánh vác trách nhiệm vợ hiền dâu thảo với họ, lo liệu việc nhà, chăm sóc chồng con luôn là niềm vui của cuộc sống. Do đã trải qua sự lựa chọn thận trọng, lý trí nên tình yêu của họ với chồng như dòng sông chảy mãi, sẽ vượt qua mọi thử thách cam go. Trong cuộc sống gia đình, bởi lẽ gia đình đối với họ là rất quan trọng, thiêng liêng, nên đôi lúc họ tỏ ra quá hấp tấp, nóng vội, song không mất đi nét đáng yêu của người vợ hiền. Khi nam giới tuổi Giáp Thìn ở bên ý trung nhân, anh ta sẽ rất lúng túng, bối rối. Tuy là quan tâm, chăm sóc dịu dàng với người yêu, song do bản tính mẫn cảm nên đôi khi cũng sẽ giận dỗi, vùng vằng, làm lẫn lộn giữa tình yêu với bạn gái và tình yêu dành cho mẹ. Vì lòng tự trọng cao, ngoài nỗi sợ bị tổn thương thì họ rất sợ làm tổn thương đối phương nên sẽ hết sức nâng niu người yêu, luôn chăm sóc người yêu từng ly, từng tí, song vẫn rất hay ghen. Khi đang yêu thì sẽ bộc lộ bản tính đa sầu, đa cảm, vẻ ngoài tuy trầm tĩnh nhưng khi đã kết hôn thì lại tỏ ra khá cô độc, tính khí thất thường. Tuy vậy, họ lại vẫn vui vẻ giúp vợ làm việc nhà. Nam mệnh tuổi Giáp Thìn đúng là một mẫu chồng điển hình. Nam mệnh chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người được hạ sinh vào tháng 2, tháng 3 và tháng 9 âm lịch, tình duyên có thể sẽ thay đổi đến 3 lần thì mới tìm được bến đỗ cho cuộc đời. Những ai sinh vào tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 11 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới được chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời với người mình yêu thương. May mắn nhất là những ai sinh vào tháng 1 và tháng 12 âm lịch, họ không phải trải qua lần thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ hạnh phúc, viên mãn với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Nữ mệnh chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 8 và tháng 10 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm thấy được bến bờ hạnh phúc của mình. Những ai sinh vào tháng 2, tháng 4, tháng 7 và tháng 9 âm lịch
thì tình duyên phải trải qua hai lần thay đổi mới đến được hạnh phúc trọn vẹn. May mắn nhất là những người sinh vào tháng 1, tháng 5, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Họ không phải trải qua sự thay đổi nào trong hôn nhân, mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của mình. Sau đây sẽ là luận giải chi tiết vận trình lưu niên của người tuổi Giáp thì sinh năm 1964 qua các năm âm lịch, cụ thể như sau. Vận trình tử vi tuổi Giáp thì 1964 trong năm Tý. Về đường tài lộc thì hưng vượng, làm đâu thắng đấy, trong năm thích hợp để mở rộng quy mô sản xuất hoặc đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, dù có thuận lợi đến mấy, cũng chớ nên chủ quan, lơ là, vì nguy cơ hao tài vẫn luôn tiềm ẩn, nửa cuối năm cũng cần đề phòng, sự cố bất ngờ phát sinh. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Sửu. Trong năm hành sự gặp nhiều cắt lành, dù có bị kẻ tiểu nhân lời ra tiến vào, nhưng cũng không đem lại sức ảnh hưởng lớn. Phương diện đầu tư cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, hãy tích cực tiếp nhận các luồng thông tin, chọn thời điểm thích hợp để đưa ra các quyết định đúng đắn. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Dần. Vận trình trong năm lên xuống thất thường, bạn phải lập mưu tính kế, bôn ba vất vả thì mới có thể kiếm được tiền về túi. Hãy tự cổ vũ bản thân hết sức cố gắng, chớ bỏ cuộc giữa chừng, kẻo công lao từ trước đến nay sẽ uổng phí. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Mão. Trong năm có nhiều biến động, đối với bản thân cần phải giữ tinh thần bình tĩnh để đối diện với mọi vấn đề, chớ nóng vội mà hỏng việc. Ngoài ra, cũng chớ nên tham gia vào các trò cờ bạc, đỏ đen để tìm cơ hội phát tài nhanh. Cuối năm có cơ hội phát tài nhỏ, công sức bỏ ra suốt cả một năm, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Thìn. Bản thân cứ cố gắng thì vẫn sẽ gặt hái được thành quả nhất định. Giữa năm là thời điểm có nhiều trở ngại xuất hiện, cần phải thận trọng hơn khi hành sự. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Tỵ. Giáp thìn được các tinh nâng đỡ, nên vận trình có khởi sắc rõ rệt so với những năm trước đó. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện việc gì, thì hãy nên bắt tay vào làm ngay, chớ chần chừ do dự. Tuy nhiên, thời điểm này sức khỏe bất ổn, đặc biệt là nam giới, cần cẩn thận họa huyết quang. Khi đi xa, không nên đi một mình. Khi rảnh rỗi, thì chú ý rèn luyện sức khỏe. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Ngọ. Trong năm hành sự bất lợi, nhiều khó khăn bất chợt xuất hiện, khiến các kế hoạch buộc phải chững lại. Tình hình tài chính cũng không hanh thông. Cần chú ý, kẻ xấu ghen tị với những gì mà mình đang có. Cuối năm thì mọi việc có vẻ bình ổn hơn, nhưng vẫn không thể lơ là, nên chú ý hành thiện tích đức. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Mùi. Trong năm tình hình tài lộc có tốt, có xấu, rất dễ phát tài bất ngờ, nhưng cũng dễ phải dùng tiền để giải quyết sự cố. Giáp thìn cũng cần cẩn trọng vì có kẻ tiểu nhân xuất hiện, phá hoại mối quan hệ giữa bạn với người thân, bạn bè xung quanh. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Thân. Đầu năm là thời điểm thích hợp để tiến hành đại sự. Giữa năm nên tập trung cho công việc, không nên quan tâm đến thị phi bên ngoài. Cuối năm có thể có cơ hội phát tài bất ngờ, song cũng không nên tham lam hoặc nóng vội, cần biết dừng lại khi đã thấy đủ. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Dậu. Trong năm cho thấy, bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn nhờ có các tinh chiếu mệnh, giúp bản mệnh giải quyết mọi khó khăn, trắc trở một cách nhanh chóng, cốt là bản thân phải giữ được tinh thần lạc quan, tích cực. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Tuất. Cho thấy trong năm nay, bản mệnh khó tránh khỏi chuyện khẩu thiệt thị phi, vì thế cần tránh lo chuyện bao đồng, không nên tham lam, chiếm đoạt những gì không phải là của mình. Có như vậy, thì mới có thể trải qua một khoảng thời gian bình an. Trong bất cứ công việc gì, bản mệnh cũng phải tự mình cố gắng, tránh đi đường tắt, mà tận quan hệ, kẻo cuối cùng mọi công lao cũng là vô ích. Vận trình tử vi tuổi Giáp thìn 1964 trong năm Hợi. Trong năm có các tinh tử vi chiếu mệnh, Giáp thìn sẽ có một năm thuận lợi, vạn sự như ý, công việc có bước tiến triển đáng kể, dễ nhận được sự cân nhắc của lãnh đạo, việc làm ăn kinh doanh cũng thuận lợi, ký kết được hợp đồng với nhiều đối tác đáng tin cậy, cuộc sống sang trang, chuyện tình cảm cũng có nhiều tin mừng, đặc biệt là với người độc thân. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Giáp thì sinh năm 1964, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Giáp thì 1964, sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch
tức tháng giêng, cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hữu nhiều vận khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người này có cá tính mạnh mẽ, tự lập tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không, sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời người này trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Họ là những người có tài, có trí, lại dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, xây dựng sự nghiệp, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này có cuộc sống tiêu dao, an lạc cả đời, không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng và có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có, thượng lưu, thông minh, đỉnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu biết rộng. Họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận của người này khá tốt, có số an nhàn, có vận khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ, nổi bật, nhưng nếu biết đủ thì sẽ thấy cuộc sống rất tiêu dao, tự tại. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân, luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu sự chỉ đạo, sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn, đủ mặc, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành trong xã hội, không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 5 âm lịch. Vận mệnh của người này không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, vận khí vẫn còn, nên người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch vẫn an ổn, sống đến hết đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn cuộc sống bạn sẽ có thêm rất nhiều điều ý nghĩa. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 6 âm lịch. Người này không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều khó khăn, vất vả, trung vận dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi, thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời cát nhiều, hung ít, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, nên không phải chịu phận hạng gì quá lớn. Có điều, trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín. Họ có nhiều bạn bè, cũng có vận khí quý nhân, những năm tháng tuổi già, được hưởng nhiều phúc lộc, tiêu dao tự tại. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đỉnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời người này khá sung túc, đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, ta lộc kéo tới không ngừng, số vượng tài vượng lộc, tuổi già càng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vẻ cùng con cháu, vận khí cực vượng. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo, lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc, họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo nắm quyền lực trong tay. Về già, họ là người có địa vị trong xã hội,
được người người nể trọng. Có điều, trên con đường sự nghiệp, đôi khi người này sẽ gặp phải những điều ngáng trở, chứ không được thuận lợi, suôn sẻ. Tất cả tuy rằng có lúc nản lòng, thối chí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng được cơ nghiệp cho mình. Vận mệnh của người này khá tốt, tài lộc dồi dào, tuy nhiên họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch vào tiết Hàn Lộ, người này tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn, áo mặc, cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Đây là người có ý chí, ham học hỏi, họ cần cù, chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm, kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp. Nhờ đó, người này giành được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái. Tuy nhiên, họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Vận mệnh của người này ở tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàng, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận, vận khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc ý chí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh, luôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn, áo mặc, về già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ, chịu khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm, tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu, an ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuộc đời được bình an. Vận mệnh của người này khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ, cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình, con cái, cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại, họ càng cố gắng hơn gấp bội lần, ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức là tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn, người này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên, họ vẫn khá tốt, được ăn hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận, ngoan ngoãn. Người này tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang, tấn tới, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở, nên khói lòng thành công, chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa, trời lại sáng, hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc động đất trời, con cháu trong nhà yêu thương, hòa thuận. Tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phẩm cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, bốn loại tâm lý sau cần phải tránh. Khi đối nhân xử thế nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi, thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ, dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu việt hơn để mà cợt nhả người khác. Với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình, thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng, mà còn thầm cười nhạo sau lưng,
nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê. Chỉ vì chút khả năng mà vênh váo mãi không thôi, bản thân người như thế nếu có thể tự kiểm điểm thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá thì nặng nề nhất là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, bề ngoài đối với người khác tốt đẹp nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa, không muốn cùng họ ở chung. Bản thân chúng ta khi nói việc dối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng, chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người, vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai. Khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình, sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên, vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng, người này rốt cục cười nhạo ta hả, kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây. Người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức, nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm, như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những chủng tâm rất xấu. Muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người, mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.